chúng con với con rể tổng của cụ. Theo nghi thức quân đoàn ba, chúng con đã hội tụ về đây với tấm lòng thành kính người đã khuất trước linh sàng. Cụ ơi, cụ vội vã đi đâu để cho con cháu biển sầu mênh mông, thật là thảm thiết trăm đường sầu riêng để lại đau thương nén lòng. Ban tổ chức lễ tang gia đình trân trọng kính mời đoàn đại biểu thay mặt ban liên lạc mặt trận Tây Nguyên B3 quân đoàn 3 có vòng hoa tươi có nén nhang thơm dâng về kính viếng hương hồn cụ. Trân trọng kính mời đoàn.